Vào đêm qua, bảng tử thần của World Cup 2022 là bảng E đã diễn ra với hai trận đấu đáng chú ý. Lượt trận thứ hai này đã kết thúc với những bất ngờ nằm ở kết quả của cả bốn đội. Nếu như đội tuyển Đức có trận hòa may mắn trước đội tuyển Tây Ban Nha, qua đó có được điểm số đầu tiên tại World Cup năm nay. Trong khi đó, đội tuyển Costa Rica đã có được chiến thắng đầu tiên tại giải trước đội bóng Nhật Bản. Hiện tại ở bảng E, Tây Ban Nha đã củng cố vị trí đầu bảng với 4 điểm giành được, cùng hiệu số là dương 7. Đội tuyển Nhật Bản xếp ngay sau với 3 điểm. Tiếp sau đó, đội tuyển Costa Rica với 3 điểm, cùng hiệu số là âm 6. Và ở trí cuối cùng là đội tuyển Đức, 1 điểm với hiệu số là âm 1. Với kết quả này, cả 4 đội bóng đều hoàn toàn có khả năng đi tiếp tại World Cup năm nay. Và với sự ú ả mà ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang lại, những kịch bản điên rồ ở bảng E là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Kịch bản điên rồ nhất ở vòng chung kết World Cup năm nay tại bảng này đó chính là việc cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Đức và Tây Ban Nha phải dắt tay nhau về nước. Đức và Tây Ban Nha được đánh giá là những cử viên cho chức vô địch khi bước vào giải đấu năm nay. Nhưng cách mà hai ông lớn này thể hiện sau hai lượt trận vừa qua cho thấy sự trái ngược hoàn toàn. Nếu như La Roja có được chiến thắng đậm đà 7 sao trước Costa Rica để mở màn World Cup theo cách không thể tuyệt vời hơn, thì Dimashak lại bất ngờ để thua trước đội tuyển Nhật Bản ngay trong ngày khai hội. Đến lượt trận thứ hai, đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha đã có màn so tài trên sân vận động Anbei. Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, thì ở phút 62 của trận đấu, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Alvaro Morata. Những tưởng cánh cửa đi tiếp đã hoàn toàn khép lại với những cú xe tăng, thì Niklas Füllkrug đã lên tiếng ở phút 83, mang về một điểm vô cùng quý giá, cũng như mở ra cơ hội đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick. Việc cả hai ông lớn bóng đá châu Âu và thế giới bị loại là một kịch bản điên rồ, bởi đó là khi cả Tây Ban Nha và Đức đều để thua Nhật Bản và Costa Rica ở lượt trận cuối cùng. Dẫu vậy, đây là điều khó có thể xảy ra tại vòng chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 3, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một kịch bản khác cũng điên rồ và cũng tạo ra cơn địa chấn không kém ở World Cup năm nay, đó chính là việc Nhật Bản là đại diện đi tiếp ở bảng đấu này. Nếu ở lượt đấu cuối, họ tạo nên cú sốc bằng một chiến thắng trước đội tuyển Tây Ban Nha. Một chiến thắng ở lượt trận cuối cùng sẽ giúp Nhật Bản đường hoàng nhận lấy tấm vé vào vòng trong. Nhưng điều đó sẽ đẩy hai ông lớn của bóng đá châu Âu vào màn so tài căng não về chỉ số phụ. Sau hai lượt trận đá đấu, những hiệu số đang nhỉnh hơn về phía đoàn quân huấn luyện viên Luis Enrique khi họ đang có được 4 điểm cùng hiệu số là dương 7, trái ngược hoàn toàn so với đội tuyển Đức khi họ chỉ đang có 1 điểm cùng hiệu số là âm 1. Dù vậy, nếu như lượt trận cuối cùng đội tuyển Đức có được chiến thắng đậm đà trước Costa Rica, thì hiệu số trên bảng xếp hạng sẽ có một sự thay đổi chóng mặt và họ sẽ là đội bóng giành quyền đi tiếp ở bảng E. Chỉ cần đội tuyển Nhật Bản có thể tiếp tục làm nên điều bất ngờ như cách họ đã làm với đội tuyển Đức ở lượt trận đầu tiên, thì đây sẽ là một bất ngờ vô cùng to lớn khi vòng bảng khép lại. Tuy nhiên, chỉ cần La Roja không để thua quá đậm trước đội tuyển Nhật Bản, cùng với việc Đức có kết quả hòa trước Costa Rica, thì tấm vé đi tiếp còn lại chắc chắn sẽ nằm trong tay đội tuyển xứ đấu bỏ. Nhưng sẽ còn điều gì tuyệt vời hơn nếu cả Đức và Tây Ban Nha cùng dắt tay nhau đi tiếp? Đây là điều mà nhiều cổ động viên bóng đá trên thế giới mong muốn được chứng kiến ở bảng đấu được đánh giá là tử thần này. Sau lượt trận thứ hai ở vòng bảng, trận hòa đầy kịch tính trước Tây Ban Nha đã thắp lên ngọn lửa hy vọng vô cùng quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick, dù đội tuyển Đức có được điểm số đầu tiên ở vòng bảng. Ở lượt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng đang xếp ngay sau họ là tuyển Nhật Bản. Trong khi đó, Costa Rica là đối thủ của đội tuyển Đức ở trận đấu sắp tới. Với Tây Ban Nha, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ lần gần nhất họ giành chiến thắng trước Nhật Bản ở trận đấu giao hữu giữa hai đội. Chính vì vậy nên đây sẽ là trận đấu đáng xem và một chiến thắng trước Nhật Bản sẽ giúp Tây Ban Nha hiên ngang giành vé đi tiếp. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu với Costa Rica sẽ có tính chất vô cùng quan trọng bởi khoảng cách giữa cả hai đội sau lượt trận vừa qua đang là 2 điểm. Chính vì vậy nên ông Hansi Flick sẽ mang hết ra những cái tên mạnh nhất trong đội hình cho mục tiêu đi tiếp tại World Cup năm nay. Một kịch bản tiếp theo có thể xảy ra ở bảng đấu này đó là việc Tây Ban Nha giành được tấm vé đi tiếp, còn Nhật Bản và Đức sẽ xét chỉ số phụ. Kịch bản này sẽ xảy ra trong trường hợp nếu lượt cuối Tây Ban Nha có kết quả hòa trước Nhật Bản và đội tuyển Đức giành chiến thắng trước đội tuyển Costa Rica. Nếu như điều này xảy ra, đội tuyển Đức và đội tuyển Nhật Bản sẽ cùng có được 4 điểm và họ sẽ cần đến những chỉ số phụ để được phân định xem đội nào đi tiếp. Lúc này cả hai đội tuyển đều đã có được 2 bàn thắng sau 2 trận đấu đấu, nhưng ưu thế đang nghiêng về phía đội tuyển Nhật Bản khi họ đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Đức. Bên cạnh đó, chỉ số fair play của cả hai đội đều đang ngang bằng nhau khi cả hai đội đều đã nhận về 3 thẻ vàng. Chính vì vậy mà ở trận đấu tới đây, thầy trò Hansi Flick sẽ phải ghi được thật nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Costa Rica và họ cũng để tránh phải nhận thêm nhiều thẻ phạt ở trận đấu tới nếu muốn giành tấm vé lọt vào vòng trong của World Cup năm nay. Trường hợp tiếp theo ở bảng đấu này chính là việc mà cả Nhật Bản và Costa Rica cùng nhau xét về chỉ số phụ. Điều này xảy ra nếu như lượt trận cuối bảng E kết thúc với kết quả hòa của cả 4 đội. Nếu điều này xảy ra thì đội tuyển Đức đã chắc chắn bị loại
nên quyền quyết định sẽ vào tay của hai đội tuyển Nhật Bản và Costa Rica. Cả hai đội tuyển khi ấy sẽ có được 4 điểm sau 3 lượt trận. Lúc này chỉ số phụ được sử dụng để xác định thêm đội bóng nào đi tiếp. Nếu xét vào hệ số của bảng đấu này thì gần như đội tuyển Nhật Bản sẽ cùng Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp vào vòng trong của World Cup năm nay, khi hiệu số bàn thắng bại của họ sau 2 lượt trận đang nghỉnh hơn hoàn toàn so với Costa Rica. Và cuối cùng, bên cạnh việc đội tuyển Tây Ban Nha giành được tấm vé đi tiếp, nếu đội tuyển Nhật Bản không thể tạo nên bất ngờ thì một đại diện khác có thể làm được điều đó, chính là cái tên không ai ngờ tới, đội tuyển Costa Rica. Chỉ cần Keylor Navas và các đồng đội có được một chiến thắng hoặc một kết quả hòa trước đội tuyển Đức ở lượt trận cuối, họ sẽ giành quyền đi tiếp tại kỳ World Cup năm nay. Bởi sau chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản, thầy trò huấn luyện viên Luis Fernando Suarez đã bất ngờ sống dậy cơ hội đi tiếp dù đã thua tan nát Tây Ban Nha ở lượt trận đầu. Dẫu vậy, trận đấu cuối này Costa Rica phải chơi cực kỳ tập trung và quyết tâm vì đội tuyển Đức vẫn còn rất mạnh. Chính vì vậy, việc Đức không thể giành chiến thắng được xem là một cú sốc tiếp theo ở giải đấu năm nay. Vừa rồi là tất tần tật kịch bản có thể xảy ra tại bảng E vòng chung kết FIFA World Cup năm nay. Một bảng đấu xứng đáng được gọi là tử thần khi cả 4 đội đều có trong tay cơ hội giành vé đi tiếp với những kịch bản điên rồ nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì lẽ đó mà lượt trận cuối cùng của bảng E mới có thể hoàn toàn đưa ra phán quyết cuối cùng. Vậy còn anh em nghĩ những cái tên nào sẽ giành quyền đi tiếp? Hãy để lại dự đoán của mình ở bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.